tác phẩm Niềm yêu năm cũ, tác giả nhà báo Hoàng Thủy, giọng đọc Sơn Tùng. Giật mình vì một giọng nói quen, giọng nói trong sâu thẳm miền ký ức, đã một thuở thân yêu giờ xa rất xa. Nhớ, chao ôi, nhớ những ngày tươi đẹp, chờ một tiếng chuông điện thoại xóa tan khoảng cách, chờ một câu nói thân thương sẽ chẳng bao giờ còn có thể nghe lại trong đời. Dĩ vãng đã xa, với bao yêu thương giận hờn, với bao si mê mong ngóng, giờ ùa về khi nghe một giọng nói quen. Sẽ không còn những lo toan khi mỗi người một nẻo công tác, chờ trông một tin nhắn về người kia. Sẽ không còn những ngóng đợi mỗi chiều cuối tuần, và không còn nhớ nhung khi nhìn những đôi qua phố. Không còn cả những tủi thân hờn trách khi một người vượt qua hàng trăm cây số mà người kia lại bận công việc, không thể gặp mặt, không thể đón đưa. Đã hứa chôn sâu trong tim, đã hứa không bao giờ đánh thức niềm yêu năm cũ, đã nhắc lòng mình rằng những yêu dấu đã qua sẽ là những kỷ niệm êm đềm, khiến ta tốt hơn lên, khiến ta yêu thương và vị tha hơn, khiến ta thấy cuộc sống có ý nghĩa. Đã nhớ sẽ cố gắng vì những điều tốt đẹp, để không uổng những hy sinh, để người kia không phải đau lòng. Thời gian thoi đưa, cuộc sống xô hai người hai ngả, dù rằng khoảng cách chẳng còn bao giá trị, nhưng một dòng chữ vô tình trên báo cũng đủ để một người đau đớn trong tim. Một tin nhắn lạnh lùng cũng làm người kia buồn lo cả tháng. Thế mà chẳng dám gặp mặt một lần, cũng chẳng dám điện thoại lâu, chỉ lo những khoảng cách, thời gian và không gian đã nỗ lực duy trì bấy lâu trở nên vô nghĩa trước sự cám dỗ của si mê. Đánh thức bởi một giọng nói quen, thế là kỷ niệm ùa về, làm tim đập trùng một nhịp. Thế là những thương nhớ khiến một người nao lòng, thế là lại đầy ắp những hình ảnh của rừng, núi, của đồi, của sông, của cây cầu trái nhịp, của cả quãng đường dài chiều thu, của hương cà phê nóng bình yên sau những đêm không ngủ. Và hình ảnh của mẹ, người phụ nữ đẹp ngày nào, giờ một mình vịn cửa ngóng chờ chồng con. Người phụ nữ khiến em thêm bao cảm nhận và xúc động, người phụ nữ gợi cho em lòng trắc ẩn, khiến em bình yên ra đi. Và anh, gương mặt đẹp khó quên ấy, lòng gan dạ nhiều khi hóa liều lĩnh. Sự thật là có lúc thành ngây thơ, lại đánh thức trong em về một thời mãi xa, gợi những cồn cào, gợi những thương yêu. Ở nơi đó, đã bao giờ anh chợt nghe một giọng nói quen, bắt gặp một dáng hình xưa cũ, cầu mong bình yên luôn đi bên ta.